Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Lại tiếp tục lên cho các bác một con điều hòa Mitsubishi. Con này thì của em nó là mẹ bồng con. Trong tất cả các dòng điều hòa thì những cái dòng điều hòa mẹ bồng con này thì rất nhiều các bác thích dùng. Thứ nhất là nó có một cùng nóng, hai mặt lạnh. Nó thích hợp cho các cái phòng khi ở chung cư mà không có không gian để lắp được cùng nóng, mà muốn mua hai phòng đều chạy lạnh mà không có không gian lắp cùng nóng thì các bác sẽ lắp một cùng nóng và hai mặt lạnh, tức là dùng cho không gian hẹp. Và những bác nào mà phòng ngủ dài, tức là phòng ngủ diện tích nó không được rộng nhưng mà nó dài, thì sẽ chia thành mặt lạnh, chia thành hai đầu đấy, để lắp cho nó nhiệt độ lạnh nó sẽ phân bố đều hơn đấy. Thì bác nào đang quan tâm với chiếc Mitsubishi mẹ bồng con này thì alo em hai số điện thoại này nhé. Đấy. 0975 360 433, dưới là 0377996066. Thì cả hai số này em đều dùng Zalo cả. Thường thường thì các bác sẽ gặp mẹ bồng con, nhưng mà thường thường là sẽ không có chức năng đâu. Nhưng mà con này của em thì nó khá là hay. Nó hai mặt lạnh thì đều là hai mặt lạnh VIP luôn. Đấy, tức là một mẹ bồng hai con, nhưng mà đều là bồng hai đứa con trai khôi ngô tuấn tú luôn, chứ không phải là một máy chức năng một máy thường hoặc là hai máy thường, mà là của em là cả hai máy đều là chức năng luôn. Thì lần lượt em sẽ quay từng máy một cho các bác luôn. Hàng nhà em thì em bán cam kết là hàng đấu và hàng cửa tiệm 100% tại Nhật. Chất hàng thì em bao cho các bác zin toàn tập, trắng trẻo đẹp trai. Đấy, lên có cứ yên tâm. Đấy, không phải là mấy con hàng lô hàng bờ xong rồi mông mã lên là không bao giờ đâu, quá đâu nhá. Đấy, các bác nhìn chất hàng nhà em Lâm thì các bác biết rồi, không bao giờ phải quảng cáo sai. Đấy, các khách hàng mua nhà em thì các bác biết rồi, bao giờ cũng cam kết các bác luôn. Con này cũng vậy, mặt lạnh bên trong đây, cả hai con mặt lạnh thì đều có mã giống nhau nhá. Đấy, bởi vì là không có chỗ treo nên là phải để hơi thấp một chút. Đấy, đều hai con là đều cảm, đều phun cảm biến thiên nhiệt, đều auto lia dọn dàn, đều không nghe khử khuẩn kháng khuẩn lọc bụi nhá. Đấy, má đây MUZ 2217 BXAS DAT 2017. Cả hai mặt lạnh thì đều trùng một má nhá. Còn lại phía sau cũng vậy nhá, cả hai con đều là dòng phun chức năng nhá, trắng như bông bưởi luôn, không có gì mà che đây tay chân em bẩn thì sao nó có vết bẩn như này. Đấy, mà lát nó sao lau, nhưng chất máy thì là gần như là mới 100%. Bẩn thì tí em lau sau, bởi vì tay chân làm nghề không thể tránh được, cứ mỗi lần mà quay video lại lau đi lau lại cái tay thì ngại lắm các bạn, tay dầu mỡ mà. Đấy, em quay vào thông số kỹ thuật máy luôn nhá. Con này ở dưới gầm cho nên là khá là khó quay, không biết quá cái nhìn thấy không. Em quay lốp cái má còn lại này. Đấy, có nhìn đây em hận hơn nhá. 2217BXAS. Đấy, quá đẹp luôn. Một mẹ bồng hai con cực hiếm luôn, cả hai đứa con trai luôn, quá đẹp. Đấy, em quay vào thông số máy. Má ở dưới đây MXZ 4617AS, tức là đầu 46 DAT 2017. Đấy, em đọc tiếp nhá. Thông số của máy này 1200W 1200W một máy. Đấy, tổng máy của nó là 1900W nếu lên hết tải hay sao kìa. Đây, một máy của nó chạy là 1200W rồi. Đấy, chạy ga 410A, ga bơm vào là 1.50kg ga, tức là 1 cân dưới ga đấy. Cục nóng nặng 37 cân. Đấy, sẵn điện 200V. Con này khi lên hết tải hai mặt lạnh đồng thời cùng chạy là 2300W đến 2500W. Đấy là độ mắc tải của hai con đều chạy một lúc. Và rất là hay là con này của em nó chạy sẵn điện 200 luôn, không phải chạy điện 110 nhá. Các bác về Việt Nam bác lắp sẵn luôn điện 200 luôn. Đấy, cực kỳ tiện luôn. Đấy, toàn bộ là máy là có tôn và khiển zin đi theo máy nhá. Khiển zin đúng đời mẹ bồng con luôn nhá, chứ không phải khiển chế khiển cháo gì đâu nhá. Đúng đời mẹ bồng con luôn nhá, cả hai khiển nhá. Pin zin của hãng còn nguyên chưa thay. Thì các bác biết là cái máy này nó dùng ít như nào. Đấy, con này em thích đấu nó về, bởi vì là nó là hai mặt lạnh một cục nóng, mà giá thành thì rất là bình dân.
các bác bỏ ra 16.500.000 là các bác có ngay một con máy mẹ bồng con. Đấy. Đấy em cũng báo luôn bác. Giá em bán chiếc này giá là 16.500.000. Bao test, bao chạy, bảo hành cho các bác 3 tháng. Đấy, bác nào thích mua bảo hành 1 năm. Đấy. Thì các bác cộng cho em thêm 2 triệu. Đấy, giá là 18.500.000. 16.500.000 là bao test, bao chạy 3 tháng, lưới 1 đổi 1. Tức là trong 3 tháng nếu lưới các bác có thể nhận lại tiền hoặc đổi cái máy khác tương ứng. Đấy. Riêng nhà em bán ra thợ nhưng vẫn bao test, bao chạy 3 tháng, lưới 1 đổi 1. Còn bác nào thích bảo hành 1 năm thì giá là 18.500.000. Đấy, em báo giá công khai luôn để cho các bác có thể đi tham khảo giá cũng như là so sánh giá. Đấy, rất là may mắn hôm qua 2 hôm rồi lắng là nhà em giao sạch máy được. Ván máy luôn, các bác nhìn thấy không? Đấy, ván trên trường luôn. Trong nhà thì cũng đã hết máy rồi. Đấy, không còn trận đích nữa. Đấy, các bác nào đang quan tâm các dòng máy đầu to công suất lớn thì alo cho em nhá. Em còn một con 80. Đấy, máy mới 100% chưa mở siêu luôn. Đấy, lát sẽ quay video cho các bác. Đấy, rất là nhiều máy đủ các loại công suất. Các bác nào thích cái loại công suất nào từ dòng to đến dòng nhỏ, dòng máy siêu VIP. Đấy, hàng cực phẩm luôn. Ở nhà em vẫn lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ các bác. Đấy, từ máy 22.000 đến máy 90 nên đến máy 36.000, mắc công suất đầu 90. Đấy, các dòng máy treo tường ở Nhật, đấy, anh em đều có hết. Đấy, có nào lấy trước nào thì cứ bảo em nhé. Hiện tại thì đang hết rồi, còn có rơi vào tầm hơn 50 con nữa là hết rồi. Đấy, hiện tại thì máy mới sẽ không còn về nữa. Đấy, trong năm thì ủ được gần 300 chiếc. Gần 300 chiếc. Bán cũng gần hết rồi các bạn. Đến giờ phút này thì còn trăm trên trăm dưới thôi. Đấy, các bác nào cần các cái dòng công suất như nào thì bảo với em nhé. Đấy, trước này chiếc Mitsubishi nhá, mẹ bồng con. Một mẹ bồng hai con. Con này thì một mặt lạnh này nó chạy ra phòng tầm dưới 15m2. Đấy. Đấy, hai mặt lạnh này thì chạy ra phòng tầm 30m2. Nếu lắp cùng một phòng và chia phòng ra thì mỗi một máy thì chạy được phòng 15m2. Nên là các bác cứ yên tâm, nếu lắp nhà chung cư thì vừa y hịt luôn. Một mẹ bồng hai con. Cả hai con thì đều là dòng phun chức năng luôn nhá. Đấy, bác nào lấy thì alo em. Em chào có nhá.